Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết đang thí điểm áp dụng công nghệ để kết nối tuần tra kiểm soát liên tuyến ở quốc lộ 1A. Việc áp dụng công nghệ giúp giảm thời gian kiểm tra và tránh trồng chéo. Hiện đang có 60 tổ cảnh sát giao thông của 30 phòng cảnh sát giao thông công an các địa phương trên tuyến quốc lộ 1A với 260 cán bộ chiến sĩ của 7 đội tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát Giao thông đã ứng dụng công nghệ kết nối tuần tra liên tuyến và hoạt động tuần tra và kiểm soát. Nếu ứng dụng tuần tra kiểm soát trên thiết bị di động của lực lượng cảnh sát giao thông được kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu nghiệp vụ, tương thích với nhiều loại thiết bị di động để từng bước tự động hóa, nâng cao hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia giao thông. Trong giai đoạn thí điểm, dựa trên hình chụp của máy ảnh điện thoại, ứng dụng sử dụng công nghệ AI để phân tích, nhận diện biển số phương tiện để hệ thống dữ liệu tự động kiểm tra phương tiện đã được các tổ cảnh sát giao thông trước đó kiểm tra, hạn chế kiểm tra nhiều lần trên tuyến. Ứng dụng còn sử dụng công nghệ quét QR code, căn cước công dân và giấy phép lái xe của tài xế để thu thập thông tin người điều khiển phương tiện nhanh chóng hơn, chính xác và được kết nối trực tuyến tới các tổ cảnh sát giao thông đang hoạt động trên tuyến quốc lộ 1A. Và đồng thời cũng kết nối về trung tâm thông tin chỉ huy giao thông các cấp để quản lý và điều hành. Hiện cục cảnh sát giao thông đang thực hiện các bước để triển khai xây dựng trung tâm dữ liệu dùng chung phục vụ việc kết nối chia sẻ dữ liệu camera. Và sau khi hoàn thành sẽ cấp thiết bị di động cho lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát ở trên toàn quốc.